Vâng, chào các bác nhé. Buổi tối hôm nay thì em vừa khui được một con lọc này các bác này. Đấy, một con lọc rất là chất ha, của hãng Technic này các bác này. Đấy, Technic SH8065. Đấy, một con lọc rất là khủng ha. Đấy, các bác cùng xem đây. Mỗi vế là 33 cần chỉnh các bác này. Đấy, vế trên 33 cần ha. Và vế dưới 33 cần các bác này. Đấy, rất là nhiều giải cho các bác chỉnh chuyên nghiệp ha. Vừa nghe nhạc, vừa ghép hát karaoke. Rất là hay này các bác này. Đây, và tất cả thì em đã test hết rồi ha. Em đang mở cho các bác xem này. Đấy, tất cả là lên nguồn rồi ha. Đấy, xin nguyên bản. Và đặc biệt với các bác thì con này về nó có nguyên cái ốp gỗ luôn ha. Đây, các bác cùng xem, đây là cái ốp gỗ của nó đây. Đấy, còn mới tinh luôn các bác ạ. Đấy, nó đẹp từ cái gỗ cho tới con lọc ha. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Lát em sẽ tháo ra bên trong cho các bác xem nội thất ha. Và các bác cùng xem gỗ này. Đấy, cực kỳ mới ha. Và đây là phía sau của lọc này các bác xem này. Đấy, nói chung là con này nó đẹp khoảng 95% luôn các bác ạ. Từ gỗ cho tới lọc ha. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Rồi, và các bác cùng xem thông số phía sau này. Technic. Đấy, SH8065 ha. Điện 100V này. Công suất tiêu thụ là 22W ha. Và made in Japan này các bác này. Đấy, và đây là đường vào đây. Đường vào này, đường ra này các bác này. Và những đường ra súp ha. Đấy, hồi gỗ này các bác cùng xem ha. Rồi, và em sẽ quay nốt bên hông này cho các bác xem luôn này. Đấy, đẹp tuyệt vời ha. Rồi, và các bác cùng xem mặt mũi một lần nữa này. Và em sẽ mở bên trong cho các bác xem ha. Đấy, mặt mũi là không có một vết xước luôn ha. Đấy, đẹp 95% các bác ạ. Đấy, như là hàng lưu kho ha. Rồi, bây giờ em sẽ tháo... sẽ tắt đi ha, tắt nguồn đi và em sẽ tháo bên trong cho các bác cùng xem nội thất ha. Này, em rút dây điện ra cho nó chắc các bác ạ. À, mà rút dây điện ra thì mới mở được. Tại vì cái gỗ nó ốp nguyên một cái con âm ly rồi các bác. À, ốp nguyên một con lọc rồi ha. Rồi, và các bác cùng chờ em một tí xíu nhé. Em phải dùng hai tay em mới mở được các bác. Đây, các bác thông cảm chờ em một lát ha. Đấy, vừa quay vừa mở nó hơi lâu các bác. Rồi, các bác thông cảm cho em xíu nha. Rồi, sắp xong rồi các bác. Rồi, và các bác đây, cùng xem con lọc ha. Đây là phía trên của lọc này các bác này. Đấy, chỉ có dính bụi thôi. Đây là nắp lưng ha. Đấy, nắp lưng của con lọc này các bác này. Đấy, tất cả là riêng nguyên bản ha. Các bác cùng xem này. Đấy, đây có một vết xước ha. Vết xước của khi mà mình đóng cái nắp ốp gỗ vô á. Nó cạ các bác này. Đấy. Rất tuyệt vời các bác ha. Ốc thì em mở sẵn ra rồi. Những con ốc thì em mở sẵn ra rồi ha. Để mà em quay cái nội thất cho các bác xem. Rồi, và tiếp tục thì em sẽ mở bên trong cho các bác coi nội thất. Đấy, một cái nội thất là rất là gấu ha các bác ha. Đây các bác cùng nhìn gần vô cái vĩ mạch này các bác. Rất là nhiều tụ ha. Đấy. Dòng này thì cực kỳ hay cho các bác nào mà khó tính ha. Các bác chơi con này thì rất là tuyệt vời các bác. Xứng đáng đồng tiền ha. Đấy, nói chung là nó đẹp như mới luôn các bác. Đây, phía trên đây ha. Đấy, tất cả là sim nguyên bản các bác. Rồi, các bác cùng nhìn từ phía bên trên một lần nữa ha. Đấy. Đây, các bác coi cái nguồn này các bác này. Đấy, cái nguồn còn bóng hới ha. Rất là bóng luôn các bác. Rồi, và đây là phía bên hông đây. Đây. Rồi, tổng thể con lọc thì em đã quay hết cho các bác ha. Đấy, tất cả là hoạt động hoàn hảo các bác, không một lỗi lầm nào ha. Đây, em đã test hết rồi. Rồi, con lọc này thì các bác ghép karaoke ha, hoặc là nghe nhạc thì rất là tuyệt vời rồi. Những cái chất âm của dòng này thì rất là sang ha. Bass mid chép lên rất nhiều các bác và đánh rất là dễ nghe. Nói chung là hàng của Nhật xịn thì các bác chơi rất là hay ha, chất âm rất là hay luôn. Rồi, em có xin báo giá với các bác luôn. Con lọc này thì giá là 7,5 triệu bao ship ha. Đấy, giá là 7,500,000 đồng là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, có cả hồi gỗ ha, bao gồm hồi gỗ này các bác này.
Đây, con này nếu mà nó không có hồi gỗ thì nó tầm 7 triệu thôi các bác ạ. Đấy, tại vì nó có hồi gỗ ha, cho nên là em nhập cao hơn. Đấy, nhập cao hơn các bác ạ. Đấy, giá là 7 triệu 500 ngàn đồng để em bao ship toàn quốc ha. Nếu bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây, số điện thoại của em đây 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.